Dạ, tự dưng xe thành mẹ ok đúng không? Này, cho em đàn thằng vẫn lộ cô ấy nhỉ? Bạn chơi xe đẻo ngay đúng không? Không xe không đẻo có thể giấy tờ nó lằng nhằng không? Ờ, nó chỉ có giấy tờ rồi. Làm cái đây bảo đẹp lắm luôn. Chỗ này năm nào cho đẹp? Thì nó làm cái này này. Đấy, rất đẹp luôn. Anh kia nó vào khu trường nông lâm ấy nhỉ? Vào nó làm đẹp hết đấy. Ừ, lâm lâm ở trong đấy là hoành tráng lắm. Cái này Caric hả? Caric các bạn. Bết nữa. Bết. Bày hùng bốn. Đỏ mùi hương cho nó đẹp lắm. Nhưng mà trẻ con nó xem những buổi tối không đẹp mấy, nó không gắn bóng nét không đẹp mấy đâu nhá. Trong ban ngày thì thế này thôi. Tối đi chả nhìn thấy cái gì. Cái này đấy cũng phải treo hơi dày nhờ. Mỗi nhà 100.000. Nó tính mỗi nhà 100.000 không? Qua nhà mách 100.000 đi. Mỗi nhà 100.000. Thằng gì nhỉ? Phúc à? Về nhá. Phúc về đâu qua rồi. Về hạt à? Không. Vượt quay chứ. Quay rồi. Mấy chuyện đấy. Em quay rồi, em đẹp rồi. Trong nhà nó thưa thôi. Không, nó thưa này rồi, càng tăng lên đấy. Thưa dân nó phải tăng lên chứ. Tiền lên. Nhiều thế này, anh hết nhiều tiền này, đấy nhỉ. Thưa lắm nhỉ. Đây này. 100.000 thế này để hết nhiều tiền rồi. Chắc gì em đi đâu về? Về thì 10 giờ rồi em ạ. Đi nhanh này bọn nó không nhận ra đường đâu nhá nhỉ. Bạn nào tính nhận ra đâu. Đi chậm rồi may còn nhìn được cái nhanh này chắc về đối nào đoán được. Video dài được 30 giây không? Không hơn chứ. Đây bạn này đi. Đi chậm chậm. Anh nghĩ thế này nó vẫn thừa, anh muốn cho dày hơn nữa. Mà cờ nó phải dài hơn tí đúng không? Em thấy dày cái này dài. Cờ hơi bé. Cái chỗ này còn mấy này. Ngoài kia hơi dít nhỉ. Trường này mà xong bằng kia đây một đoạn nữa. Đây là trường cấp 3 mình như đây. Đó trước việc lên quán nét thì mấy lần nhỉ? Chưa lên được phát nào. À, quán nó sập ngay đây. Sụp điệu.
trái phải anh? Rẽ trái, à rẽ phải nhầm. Thì ra bên trái lại quạt cho bên phải. Thầm đầu. Tỉnh queo. Tỉnh keo. Tỉnh keo. Tỉnh queo. Tỉnh uống rượu vẫn tỉnh queo. Ui mà làm dày nhỉ. Bởi vì rượu được hơn 5 phút đấy em ạ. Cộng lại. Này qua đèo dạ đến đâu đỉnh dốc kia lên đỉnh dốc kia ra tay phải xe buýt đi vào đây hả không xe đi thẳng đường cái người đi thẳng dần thằng máy đây na thì mai về được anh đến chiều anh về tối xem bóng đá nhé 5:15 Việt Nam đá rồi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.